Không lâu sau khi hình ảnh của Honda ADV160 bị rò rỉ, mẫu tay ga này đã được ra mắt tại thị trường Indonesia. Đúng như tên gọi, mẫu xe mới được trang bị động cơ mạnh mẽ hơn, giống với những gì Honda đã làm trên PCX160, Vario160, Click162 hay Airblade160. Không chỉ thay đổi động cơ, Honda ADV160 còn được tinh chỉnh thiết kế và bổ sung công nghệ. Chiếc xe có tư thế ngồi thoải mái hơn với chiều cao yên đã được hạ thấp, khoảng sáng gầm xe cao. Mang DNA từ đàn anh Honda XADV, Honda ADV160 vẫn có thiết kế hơi hướng địa hình, nhưng vẫn duy trì khả năng linh hoạt trong đô thị. Về tổng thể, Honda ADV160 không quá khác biệt so với Honda ADV150. Tuy nhiên mẫu xe này cũng đã có những thay đổi như thân sau có tiết diện rộng hơn. Ngoài ra, thân xe phía trước có phần sàn để chân rộng hơn. Điều này cũng góp phần tăng dung tích cốp xe, từ 28 lít lên 30 lít. Ngoài thân xe, chiều cao yên xe cũng được điều chỉnh để có vị trí lái tốt hơn, ở mức 780mm, thấp hơn 15mm so với ADV150. Tuy nhiên khoảng sáng gầm vẫn giữ ở mức 165mm, cho khả năng di chuyển tốt trong điều kiện bán off-road. Mặt đồng hồ kỹ thuật số trên Honda ADV160 cũng được thay đổi, có thiết kế giống với mẫu Honda ADV350 tại thị trường Thái Lan. Các nút chức năng cũng được tách rời khỏi màn hình, nằm giữa ghi đông và bảng đồng hồ. Giống với các mẫu tay ga mới được ra mắt gần đây của Honda, ADV160 được trang bị động cơ ESP157cc, 4 van, làm mát bằng dung dịch, hệ thống phun xăng PGM-FI. Động cơ này cho công suất 15,8 mã lực tại 8.500 vòng trên phút và mô men xoắn 14,7 Nm tại 6.500 vòng trên phút. Mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình của ADV160 ở mức 2,22 lít trên 100 km. Bình xăng dung tích 8 lít cho tầm hoạt động lên đến 364 km. Đáng chú ý, Honda ADV160 còn được trang bị hệ thống kiểm soát lực kéo HSTC. Tính năng thường được trang bị trên các dòng xe phân khối lớn. Công nghệ này dùng để hạn chế mô men xoắn của động cơ nếu phát hiện sự chênh lệch tốc độ quay của lốp trước và sau nhằm tránh tình trạng trượt bánh. Honda ADV160 cũng sẽ có hai phiên bản là CBS và ABS, giá bán 36 triệu RP và 39,25 triệu RP, tương đương 56,1 triệu đồng và 61,1 triệu đồng.